ông Thánh bất đắc dĩ. Những chi tiết chính trong bộ phim Ông Thánh bất đắc dĩ mà quý vị và các bạn sắp xem đều có thật. Làng Cupertino nước Ý năm 1623. Đợi nó đỏ lên rồi nhúng vào nước nhé. Chú xe, cầm lại đây dùm tớ với có được không? Chú xe, tại sao lại để họ đối xử với con như thế? Sơ biết là không sao rồi, lúc nào con cũng cứ nói là chẳng sao đâu. Cái gì con cũng coi như trò đùa. Học hành cũng là chuyện trò đùa, cuộc sống cũng là chuyện trò đùa. Chú xe, năm nay con 20 tuổi rồi đấy chứ còn trẻ trung gì đâu. Chú ơi, không biết ngày mai con sẽ như thế nào đấy hả? Chú xe, sơ thấy không, sơ không chịu nổi nữa rồi. Sơ phải nói chuyện này với bố con mới được. Ô, đừng sơ, sơ biết ông ấy đang bận. Rồi con với sơ sẽ tới chỗ ông ấy làm đi. Lạy Chúa, xin cất con về đi, cho con chết đi. Trong nhà có hai người đàn ông mà tôi phải làm hết mọi việc thế này. Chết rồi, lẽ ra bố phải sửa cái đó rồi. Thế nhưng bố lại phải làm những chuyện quan trọng khác hơn. Con đưa cái này cho mẹ con, thì tốt hơn bố phải ra ngoài nhà thờ gặp một người ngoài đó. Mẹ ơi, đi vắt sữa dê đi, cho bầy gà ăn, rồi dọn sạch nhà cửa. Cái gì đây? Cái bằng của con. Bằng à? Tốt nghiệp tháng 4. Mày, cái thằng to đầu nhất lớp. Ai bảo con đưa cái này lại đây? À, mẹ biết rồi. Ông ấy đâu rồi? Tôi có cái bằng đặc biệt cho ông đây này. Tôi muốn ông tốt nghiệp sửa mái nhà cái kia. Giuse, con nghĩ là mẹ hy sinh cho con đi học bao nhiêu năm nay là để lấy cái miếng giấy lộn này hay sao? Con nghĩ là mẹ không thích tủi hổ khi con, một người lớn như thế lại đi học với mấy đứa bé ranh à?
bằng con người ta đã đi làm cả rồi đấy. Thế mà ngày nào mẹ cũng phải dẫn con lại tới gửi nơi nhà trẻ của sơ. Bây giờ mẹ dùng con vào việc gì đây? Thế con nghĩ mình làm được cái gì đây? Con sẽ làm việc, làm thợ mộc, như bố chẳng hạn. Thợ mộc à? Cả 3 tháng nay ông ấy chưa đóng được một cái đinh đấy. Nếu con biết làm thợ mộc, đóng giày hay là làm thợ rèn, thì mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất trên trần đời đấy. Nhưng con không làm được đâu, Giuse ạ. Con không làm được, con có hiểu không? Việc của con kia kìa, con sẽ giống như mẹ là một nông dân suốt ngày lo việc đồng áng. Đừng trèo cao thì đỡ ngã đau con ạ. Thôi, bây giờ đi rỡ củi cho con lừa Nino đi con. Nino, mình nhìn này, bằng của tao đây này. Thế là tao khỏi phải đi học nữa. Tao bắt đầu đi làm rồi đây này. Này, Giuse, mày hát suốt ngày à? Hả? Tao bỏ ra 50 đồng mỗi ngày để thuê mày hát đấy à? Nhìn kìa. Xem này, cái này này, đầu mày lắm sạn quá. Tới kia. Đồ ngốc, đồ ngu, đồ đần, xem những gì mày đã làm nữa kìa. Vườn nho của tao, tao giết mày. Giuse, cuối cùng thì viên trưởng ấn đã tới thanh lý nhà mình để trừ khoản bố thiếu nợ họ. Bá tước Marco đấy. Bá tước à? Tới đây, ông ấy mà tới nhà mình, con điên rồi sao? Con đã làm hư vườn nho của ông ấy. Giuse, Giuse, con trai của mẹ có đây không? Xém nữa thì bố quên mất. Bố phải ra nhà thờ để gặp một người. Giuse, Giuse, mọi người đang đợi con. Con làm sao thế này? Ồ, con lại bị nữa rồi, sao lại vào lúc này? Bà tướng Marco có tới đây không hả mẹ? Bà tướng Marco à? Đời nào ông ấy lại thèm đến nhà mình? Thôi vào đi con.
Con không nhận ra bác có phải không? Làm sao mà nhận nổi? Lần cuối cùng gặp con là khi bác ấm ngửa con trong lòng để rửa tội cho con. Bác Joan đấy. Cha Gabriel Joan. Bác đã được chỉ định làm cha bề trên cộng đoàn ở Martina. Còn đây là cha Raspi. Còn đây là Giuse, cháu gọi tôi bằng bác. Cháu gia nhập hội lễ sinh ở nhà thờ xứ. Ôi xin mời ngồi, xin mời ngồi. Con ơi đi rót rượu mời khách đi con. Đem phô mai ra. Lấy thêm phô mai ra đi. Nào. Dạ xin mời ăn uống. Cứ coi như đây là nhà của hai cha. Đủ rồi, cảm ơn. Oh, xin cha, thưa cha Raspi, cháu nó không quen. Xin cha miễn chấp cho. Cũng tại chẳng bao giờ căn nhà tồi tàn này được tiếp đón thượng khách như thế này. Ông anh của con là một hoàng tử trong giáo hội. Con xin cảm tạ Chúa đã đáp lời cầu xin của một mụ đàn bà thấp hèn. Francesca, thôi đi em. Anh chỉ là tiến sĩ trong hội dòng. Anh vừa từ Roma trở về, ở đó các giám mục chẳng khác gì những người thường. Anh đừng quá khiêm tốn. Giuse tính tình cũng giống như bác nó. Cần cù, chân thực và thông minh. Anh cứ hỏi xem, cái gì cháu nó cũng biết. Con em là học sinh thông minh nhất ở vùng Cupertino này đấy. 3 tháng trước, tiến sĩ Hades đã cấp bằng tốt nghiệp cho nó. Các cha có muốn xem bằng tốt nghiệp của cháu không? Ồ, không cần Francesca, anh tin em mà. Còn chắc cậu ta không hợp với đời sống tu viện đâu. Sao cha lại nói thế? Anh nói dùm em đi, cho cháu nó một cơ hội đi. Có lẽ em gái của tôi nói đúng đấy. Đây là chuyện nghiêm trọng, mình đừng có vội mà. Này Giuse. Giuse. Giuse đâu? Vào đây đi con. Giuse. Vào đây. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống. Con có bao giờ muốn đi tu chưa? Làm cha đó. Trong dòng chúng tôi còn một bậc khác, Francesca, bậc trợ sĩ. Chúng tôi có thể tiếp nhận một người làm thợ mộc, thợ hồ, một người làm vườn, một nhà nông, làm bất cứ nghề gì, nghĩa là phục vụ Đức Kitô. Bác chắc chắn có thể kiếm cho con một chỗ ở trong tu viện Martina. Dạ đồng ý chứ. Cứ để cậu nhỏ tự quyết định lấy. Thằng ngu. Mày muốn gì? Lúc nào cũng bám vào một váy mẹ. Suốt ngày quần quật ở ngoài đồng. Tối về ngủ như con heo ấy à? Phải mày muốn thế không? Mất hết việc này đến việc khác theo gương cái thằng bố nghiện ngập của mày đấy hả? Chẳng lạ gì chúng nó gọi mày là thằng đầu bò vì mày ngu như bò ấy. Con người thánh thiện này được Chúa gửi đến để tạo cơ hội cho mày đổi đời. Thế mà mày lại không muốn nữa. Tại sao? Tại sao vậy hả con? Mẹ biết mà. Mẹ biết con không biết làm thợ mộc, thợ nề. Thì ít ra con phải cố chứ. Con cố mà, nhưng con đã cố hết sức rồi. Thưa bà, chính Giuse đã nhận ra những giới hạn của cháu. Cuộc sống tu chỉ cực, cực lắm. Kỷ luật thì nghiêm khắc lắm. Nhưng thưa cha, Francesca em ạ, chính Giuse phải tự quyết định và cháu nó đã quyết định rồi đấy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, ô, oh. Giuse, Giuse, con tội sao vậy mẹ? Mẹ bị tim. Mẹ không muốn nói ra làm con lo. Nhưng mẹ thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Oh, Giuse, Giuse, không biết mẹ chết rồi con sẽ ra sao? Ai sẽ là người lo cho con đây? Mẹ ơi, đừng lo, con sẽ có cách. Đúng, mẹ biết rồi, con tự lo được mà. Con hãy theo bác con về nhà dòng đi, để sống cuộc đời thánh thiện. Đấy là những gì lúc nào mẹ cũng tha thiết cầu xin Chúa, để người thương đến con, bảo vệ cho con khỏi cái thế gian tội lỗi này. Hãy hứa đi, Giuse. Con xin hứa, con sẽ làm bất cứ cái gì. Con sẽ làm bất cứ điều gì, mẹ. Này bà Francesca, có lẽ tốt hơn bà nên nghỉ đi. Tôi đâu có cần nghỉ. Chúng ta phải ăn, phải uống, phải nâng ly, vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của con. Nào mau đi bắt gà đi con. Em gái của cha đúng là người siêu phàm. Nếu là đàn ông, chắc bà ta phải làm tới giám mục, tới giáo hoàng kia đấy. Này, thế anh chưa hay báo cho anh à? Hôm nay đi ra ngoài để khất thực đấy. Cha Raspi đang đợi anh đấy. Trái đâu rồi? Ở ngoài cổng. Lòng nhân từ và đức bác ái là hai nhân đức lớn lao, thưa thầy Giuse, nhưng tôi vẫn thích tính đúng giờ hơn. Vâng, thưa anh em, đã tới giờ rồi. Tôi đã thông báo với anh em là hôm nay anh em sẽ có một kinh nghiệm thiêng liêng mới. Anh em sẽ xuống làng dưới kia và ăn xin. Tôi có cảm giác có người vẫn nghi ngờ. Anh em hầu hết thuộc các gia đình nề nếp. Nếu có nghi ngại thì đó cũng là chuyện tự nhiên thôi. Đi ăn xin có phải là chuyện hợp pháp không? Ừ. Đứng trên bình diện siêu nhiên, việc đó có mưu ích gì cho phần rỗi không? Rất may mắn cho chúng ta là Thánh Phanxicô đã có câu trả lời. Có. Và Ngài dạy chúng ta rằng việc đó thực sự hợp pháp, thiêng liêng và bổ ích. Khi ta đi khất thực về cho tu viện để thực thi đức khiêm nhường, đồng thời đó cũng là linh dược nhằm chữa tính ham sự phù vân. Lòng ham mê phù vân độc hại. Anh em hãy đi xin cho đầy thúng. Xin Chúa ở cùng anh em. À, còn một chuyện này. Chúng ta đã có vườn ở nhà rồi, nên xin đừng lấy rau. Xin Chúa chúc lành cho ông bạn. Xin bố thí cho Thánh Phanxicô. Xin bố thí cho Thánh Phanxicô. Xin bố thí cho Thánh Phanxicô.
bà xem cái này đi này. Ê, để yên đi. Ê, đừng có đụng vào, cái đó là của nhà dòng. Ê, bỏ ra đi. Ê, bỏ ra, đi đi. Ê, đánh chết đủ rồi, mình đi thôi. Ê, còn cái mũ này, thôi trả cho nó đi. Lắm anh em, tốt lắm, rất mừng tới tinh thần bác ái Kitô hữu được thể hiện một cách quảng đại. Thưa cha Raspi, con thấy thật sự là bây giờ anh em đã biết được khiêm nhường đích thực là gì rồi. Hãy tạ ơn Chúa, đưa đồ ăn này cho Lê Xê để dọn ăn chung đi. Áo dòng đâu rồi? Dép đâu rồi? Con lừa đâu rồi? Có chuyện gì vậy? Ô, lạy Chúa lòng lành. Con xin thưa với cha, người này đã làm đảo lộn cả tu viện lên đấy. Phải gửi anh ta về với mẹ anh ta thôi. Tôi xin cha, xin cha hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Cha không thấy sao? Anh ta đã thoát được. Bọn trẻ ngoài đường phố Lê Xê, điều quan trọng nhất là nó vẫn còn sống trở về. Dòng chúng ta đã khất thực ở đường phố Lê Xê được 300 năm rồi đấy thưa cha. Chúng ta luôn luôn được đón mừng và tôn trọng. Thế thì tại sao chứ sẽ lại không được thế? Bởi vì anh ta là một thằng ngốc. Nếu không thế thì cha giải thích sự việc này như thế nào? Đâu rồi? Cái gì? Anh đã bán con lừa phải không? Không, tôi đâu có bán. Anh bán dưới phố Lê Xê mà. Anh làm gì bằng cái tiền đó? Tôi không biết, tôi đã nói với anh là tôi không biết số phận con lừa đó là sao. Anh đi xưng tội chưa? Rồi. Sáng nay, anh xưng với ai? Chắc không phải là cha Raspi không? Không. Đúng rồi, vì ngài sẽ chẳng bao giờ tha tội cho anh đâu.
Anh là thằng ngốc, anh biết chứ? Ai cũng nói thế cả. Tôi thì bị cái biếu ở vai, còn anh thì bị cái biếu trên đầu. Anh không đáng là việc ở đây. Anh không đáng làm ở bất cứ chỗ nào, rồi trong bếp, ngoài vườn, trong cái hành lang bóng này. Duy nhất anh chỉ xứng với cái chuồng bò mà thôi. Tôi rất thích xuống chuồng bò. Tôi thấy nó mới tuyệt làm sao. Anh thật là ngu ngốc. Để tôi nói với bác anh, tôi sẽ làm việc ở trên này, còn anh sẽ xuống làm việc ở chuồng bò. Anh chỉ xứng ở cái nơi đó mà thôi. Nhìn kia, có một tổ chim sẻ. Anh đừng bám tay vào tượng đó. Tượng đứng ở đây 200 năm rồi đấy. Xem đi này. Chú ơi, bỏ nó xuống đi. Nó còn bé quá. Nó chưa biết bay. Tôi chắc Đức Mẹ cũng thông cảm đấy. Vũ xe, mau lên đây ngay. Mời vào. Thơ của cha, thưa cha Doan. Xin cảm ơn thầy. Vào đi du xe. Bác vừa nhận được lá thư này. Thơ mẹ cháu viết. Mẹ cháu cần cháu. Bố cháu vừa mất đêm qua. Thế là bố con đi rồi. Tuy nhiều lỗi lầm, căn bản bố con vẫn là người tốt. Chắc con không biết đâu, Giuse. Bố con thương con hơn là thương mẹ.
mẹ phải nói thật lòng rằng cuộc sống của mẹ bây giờ dễ dàng hơn. Cha con là một người rất dễ thương. Thế nhưng sống với ông ấy không dễ đâu. Trong đời có những lúc sống thì quan trọng hơn là yêu rất nhiều. Khi bố con còn sống, đêm nào ông ấy ở nhà mẹ chẳng sao ngủ được. Bây giờ thì khác. Bây giờ chỉ còn hai mẹ con mình. Thế ở Martina con sống thoải mái chứ? Dạ. Con trai mẹ mặc áo ròng coi đẹp thật đấy. Cái bọn tiện dân ở đây, hôm nay chúng mới mở mắt ra đấy. Lâu rồi, nhiều năm rồi. Bọn chúng nói thế nào sau này con cũng lại say xỉn như bố con mất thôi. Hôm nay chúng mới mở mắt ra. Giá bác con cũng có ở đây thì hay biết mấy nhỉ. Chúng sẽ tức chết đi được. Con có lá thơ này cho mẹ. Thơ của bác Doan. Không, không đời nào. Mẹ sẽ không để thế. Họ không được quyền làm thế này. Khỉ thật. Họ tống mất về nhà. Họ không muốn nhận con vì con là một thằng ngốc. Họ nói từ ngày đầu tiên con tới đó, con đã không ngừng gây rắc rối. Thế con đã làm gì trên đó? Hãy nói mẹ nghe. Nói đi. Con đã đánh vỡ một bức tượng. Chỉ vỡ một bức tượng nhỏ mà họ tống cổ con về thế này à? Tượng đó đâu phải nhỏ, tượng đó còn lớn hơn mẹ nó đấy, và nó đã 200 tuổi. 200 tuổi? Một món đồ cổ. Và vì nó mà họ bắt con thay đổi cuộc sống hả? Cứ để đấy cho mẹ xem. Đừng có thấy mẹ quá con côi mà bắt nạt nhé. Nào xuống đi. Nhờ thầy làm ơn nói dùm với cha Gabriel là có em gái của cha tới thăm, đáng ra chồng mình thánh. Tới nơi rồi đấy. Mẹ ơi, nhà dòng đang hát kinh chiều. Phạm thánh đấy mẹ ạ. Nào đi. Doan! Doan! Đây, anh làm thế này mà được à? Các thầy đang chồng mình thánh, ta ra ngoài nói chuyện. Không, phải nói ngay đi. Giuse, ngoài Chúa ra còn ai rõ con mình bằng một bà mẹ? Giuse, lại đây! Con trai của em, cháu của anh, cùng thịt máu với anh mà anh đã làm gì cho nó vậy? Nó đã phạm những tội gì ở trên đời này? Cướp của, giết người, ngoại tình. Sao anh lại đuổi nó ra khỏi nhà dòng? Anh nghĩ mình là ai đây? Là giáo hoàng chắc. Anh em khúc ruột trên ruột dưới. Con trai tôi nó hiền như bột ấy. Thế còn anh thì sao Joan? Chỉ vài ngày nữa là tới sinh nhật thứ 18 của nó rồi. Anh là bên trên tu viện đấy. Thế mà lại không nâng đỡ được cho thằng cháu ruột à? Xin cha đừng quên rằng cha với nó cũng là... Thôi đi, đây là nhà nguyện mà. Thế cha không biết Giuse cháu cha là loại người nào à? Có gì vào văn phòng của anh nói. Hãy ở lại đây cầu nguyện với các thầy kia nhé.
anh tới hồi nào vậy? Tôi vừa tới. Không được như hồi tôi còn chịu trách nhiệm. Coi anh đẹp thật đấy. Thật à? Chẳng khác gì một ông cha dòng. Thật không? Thế à? Thế còn cái biếu đằng sau thì sao? Ồ, không sao đâu. Công việc ở trong bếp như thế nào? Anh nhìn thì biết, tay tôi không còn chai nữa, móng tay tôi lúc nào cũng sạch, đồ ăn thì tuyệt vời không chê được. Tôi mừng cho anh đấy. Này, anh ghen với tôi thì có, vì tôi lấy mất việc của anh không? Anh lầm rồi. Nơi đây tôi sung sướng như ở nhà mình, đây là mái ấm của tôi. Mái ấm à? Cái chuồng heo này. Anh lại tăng rồi đấy. Anh có biết ngày mai ai sẽ tới đây không? Không. Phó bề trên tổng quyền dòng Francisco, giám mục Luchichen, tới kinh lý thường niên. Thật à? Anh biết thế có nghĩa là gì không? Có nghĩa là tốt hơn anh nên dọn sạch chuồng bò này đi. Nếu không anh sẽ bị đuổi đấy. Và lần này mẹ anh có tới cũng chẳng ăn thua gì đâu. Ô, bây giờ tôi bận quá. Để tôi sẽ thức đêm dọn vậy, muộn quá rồi. Không cách chi dọn kịp nữa đâu, không cách chi. Nó quá dơ bẩn, có nhiều người cũng chẳng dọn kịp nữa. Tôi chết tôi rồi. Giúp tôi với, tôi không muốn bị đuổi thêm một lần nữa đâu. Giúp tôi với. Tôi phải ráng đây. Cái gì nằm dưới đất thế này? Một cái yên ngựa. Nó phải được treo lên trên tường chứ. Ra đi. Cút ra ngoài đi. Cút đi. Cút ra ngoài đi. Cút mau đi. Cút. Cút. Xin tha cho con. Xin tha cho con, lạy Chúa, lẽ ra con không nên làm thế. Nho ngon nhất nước Ý đây, chính tay chúng con đã gây giống lên đấy. Năm nay là năm chúng con được mùa nhất đấy. Anh em bên Sicily cũng có loại giống tuyệt lắm. Xin nước cha vào thăm vườn chanh của chúng con. Tôi lại muốn thăm chuồng bò kìa. Xin nước cha chưa thăm các luống dâu. Không, còn vườn rau nữa ạ. Thôi để sau đi. Hầm nếp rượu nữa. Đưa tôi đi tới chuồng bò đi. Dạ, xin mời đức cha đi lối này. Thật lòng mà nói tôi thấy nó không được sạch mấy. Ai chịu trách nhiệm ở đây? Dạ thầy Giuse, cháu của con. Ai ngáy vậy? Dạ là một con heo đấy thưa đức cha. Phải phải, đúng rồi đúng rồi. Thế chân của ai đấy? Dạ xin cho phép con thưa đức cha. Thức dậy, thức dậy. Thế này nghĩa là thế nào Giuse? Sao? Không. Cho tôi xem đi. Thưa đức cha, chúng nó bị đẻ muộn. Còn mẹ nó bị đau hoài, yếu lắm. Có ai trong anh em có 100 con chiên mất một con mà lại không bỏ 99 con kia trong nhà để đi tìm con chiên lạc, và cho khi tìm lại được? Thánh Luca đấy.
Thánh Luca. Phải, đây là loại người chúng ta cần trong hội dòng này. Môn đệ trung thực của Thánh Francisco. Tốt lắm con ạ. Đây phải là bài học cho tất cả chúng ta. Đừng quên điều nòng cốt trong tinh thần của chúng ta. Tôi thấy thầy Giuse quá bận ở đây. Chúng ta cùng giúp thầy dọn chuồng đi. Tôi rất thích cách thầy ấy chăm sóc đàn vật. Khi còn trẻ ở Bushi, nhà tôi nghèo, chúng tôi có một nông trại rất nhỏ. Trong đó có một con bò đực, một con bò cái, vài con dê, vài con vịt. Nếu chúng ta chấp nhận những luận cứ của Descartes về tính ưu việt của Đức Chúa Cha, thì chúng ta phải tự hỏi liệu việc ngôi hai được Chúa Cha tôn vinh có là bằng chứng cho sự đồng bản tính nơi ba ngôi cực thánh hay không? Và chúng ta phải tiếp tục nêu vấn nạn về sự bình đẳng của ngôi ba Chúa Thánh Thần để trả lời phần nào cho những nghịch lý liên quan đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hãy trích lời giám mục Hippo, Thánh Augustino. Ngài đã viết: thật ra chúng ta cần ý thức rằng đã có kẻ lầm tưởng là ngôi ba Chúa Thánh Thần còn hơn cả hai ngôi kia, bởi vì người tôn vinh ngôi hai là đấng được Chúa Cha tôn vinh, trong khi chẳng thấy nơi nào nói là người hoặc được Chúa Cha hoặc Chúa Con tôn vinh. Beautiful. Hay quá, du dương thật, Giuse. Hồi còn ở Calibra, cha rất hay hát bài này, nhịp chậm hơn con một chút. Ở đây thoải mái thật đấy nhỉ? Cha ngồi chơi với con được chứ? Dạ được. Ô mà không, đừng khách sáo. Rồi đó, cảm ơn con. Ngồi xuống đi. Cho cha ăn hạt rẻ với. Coi chừng nóng đấy, thưa Đức Cha. Mấy con chiên làm sao rồi? À, chúng đang ngủ. Con biết được tên cho chúng. Một con tên là Girolamo, còn con kia tên là Bartolomeo. Đêm đẹp quá. Ngắm các vì sao đi kìa. Đức Cha có bao giờ để ý không? Càng nhìn lâu càng thấy nhiều vì sao xuất hiện. Phải. Cha cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Thầy Orlando chắc chắn biết đường giải thích đấy. Vâng, thầy Orlando biết hết mọi cái. Đúng. Cha vừa nghe thầy ấy trình bày về Chúa Ba Ngôi. Nghe rồi cha lại thấy khó hiểu hơn trước. Lúc nào cha cũng thấy khó hiểu về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đấy. Này Giuse, thật sự cha thấy những điều mình tin lại là những cái rất khó hiểu. Còn con thì sao? Con có hay thắc mắc không? Không. Có ba ngôi trong một Chúa: Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi trong một. Một đứa trẻ thì biết như thế thì được. Chẳng lẽ một giám mục thì lại không khá hơn như thế à? Cha là một nông dân chia sẻ, cũng giống như con. Cha là người thực tế, nhưng cha chỉ hiểu những gì mình cảm nghiệm được, chứ không phải là những gì mình nhìn thấy. Đây, một cái mền. Và một, hai, ba nếp gấp trong cùng một cái mền. Ba ngôi trong cùng một Chúa, đó là Chúa Ba Ngôi.
Ồ, thông minh thật, Giuse, rõ ràng là thông minh. Nào, mình ngồi nói chuyện thêm đi. Con có lạnh không? Ồ, không, 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 cảm ơn. Con biết không? Hình như mình càng học nhiều thì mình lại càng hiểu ít. Bởi vì hồi còn trẻ như con, cha thấy mọi cái thật là rõ ràng, thật là giản dị. Thế nhưng bây giờ, những cái mình hiểu thật rõ ràng trong trí não và trong tâm hồn lại khó diễn tả ra ngoài biết bao. Ý chí tự do nơi Chúa Ba Ngôi, căn nguyên đệ nhất. Có lẽ con có thể giúp cha được đấy. Thật có thật không cơ? Có lẽ hơn bất cứ ai hết. Cha ở đây. Thế cha ở đây có phiền gì không? Dạ không, không. Vậy thì con phải đưa thêm hạt rẻ cho cha ăn đi và mình nói chuyện thêm đi. Một đêm nọ, khi bố mẹ con ngủ, con đã lấy chai rượu của bố con, đưa rơm lại dụ cho nó ăn. Thế nó có xỉn không? Nó có thích nhậu không? Không, tiếc quá. Con Nino nhà con nó lại không thích nhậu. Chết thật thôi, cha phải về phòng trước khi cha Raspi tới tìm cha. Này Giuse, cha chẳng muốn giấu giếm gì con. Lâu lắm rồi cha chẳng qua một đêm nào lý thú như đêm này đấy. Con cũng thấy y như thế đấy. Con chỉ sợ là con nói quá nhiều thôi. Cha cũng ngang ngửa với con, giống như hai bà già nói chuyện ở trong bếp. Vâng, thế nhưng còn có chuyện này. Con có bao giờ nghĩ tới trở thành linh mục chưa, Giuse? Không. Con chưa biết đọc, biết viết mà. Viết với đọc thì thằng điên nào cũng làm được. Nhưng chỉ có những ai được tuyển chọn mới được ơn gọi. Ơn gọi là do Chúa. Con suy nghĩ thêm nhé. Cảm ơn con đã cho cha ăn rẻ. Cảm ơn. Tôi chắc chắn là bề trên tổng quyền sẽ rất hài lòng với những gì tôi sẽ báo cáo về cộng đoàn Martina này. Xin Chúa chúc lành cho Đức Cha. Thầy Orlando đâu rồi? Dạ, con đây ạ. Cha xin có lời chúc mừng về bài phân tích sâu sắc của con về Chúa Ba Ngôi. Thôi con xin cảm ơn Đức Cha. Nếu Đức Cha cho phép, con sẽ gửi tới Đức Cha và bề trên tổng quyền luận án của con về việc giải thích mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ồ, chắc chắn là cha sẽ rất thích. Và bây giờ thầy Orlando, cha muốn con giúp cha một việc riêng này. Con rất hân hạnh thưa Đức Cha. Con biết thầy Giuse chứ? À, ông thầy coi bò. Đúng là một thanh niên rất thông minh. Đức Cha muốn con làm gì? Hãy kèm cho thầy ấy. Dạy kèm cho thầy ấy à? Để làm gì? Làm linh mục. Nhưng thưa giám, Đức Giám mục, con không nghĩ là... Thì thôi đừng nghĩ nữa. Cứ làm theo lệnh của tôi. Phải cho Giuse một cơ hội. Phải tạo cho anh ta. Và cha giao trách nhiệm đó cho con. Thôi chào tất cả anh em nhé. Anh đọc thuộc lòng chương 14 thơ thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Nào có ai trong anh em có 100 con chiên lạc bất... Không, anh lại đọc Luca rồi tôi nói Corinto. Phúc âm đâu phải có mỗi thánh Luca. Nhưng mà tôi chỉ có biết thế thôi. Như thế thì không đủ, anh phải biết toàn bộ kinh thánh. Rồi, anh đọc lại chương 14 thơ thứ nhất gửi tín hữu Corinto đi.
Gioan, câu 14, chương 5. Nào có ai trong anh em có 100 con chiên, lạc bất một con mà lại không bỏ 99? Không! Không, 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 không! Đừng đọc lại Luca nữa, nghe chưa? Tôi nói Gioan, Gioan, Gioan! Gioan, nếu có ai trong nhà phái rồi là Gioan, anh làm gì mà ngu ngốc? Rốt nát! Tuyệt vọng thật là đúng mức thì giờ! Tôi đã làm tất cả những gì con người có thể làm được, ngay cả bỏ bài vở của mình nữa. Tôi cũng phải dọn thi chứ. Không phải dễ có đúng không, Giuse? Tội cho thầy Orlando quá. Ta nước à? Có gì là khó đâu. Khó thì không khó, nhưng mà vừa vào tay này lại ra tay kia liền. Thầy có biết không, Giuse? Đây chỉ là cuộc thi chịu chức phụ phó tế thôi. Nếu thầy đậu kỳ thi này, sau một năm rất chuyên cần, thầy mới được dự kỳ thi chịu chức linh mục. Con đường này dài và khó khăn lắm. Nếu con có trượt, hãy trượt một cách dũng cảm. Chỉ may có một điều, hãy trông chờ vào trực giác của cháu, may là mới đủ điểm đỗ thôi. Nếu con trượt thì sao? Con thích ở lại đây, con thích ở lại chuồng bò với mấy con vật kia. Từ nay nhà này sẽ luôn dành cho cháu một chỗ, Giuse ạ. Cả khi cháu trượt chứ, cả khi cháu trượt. Xin các thí sinh chuẩn bị dự kỳ thi sát hạch chịu chức phụ phó tế. Tôi sẽ đọc tên các thầy theo thứ tự ABC. Thầy Vittorio Arcangelo. Thầy Giuse Deiza. Giuse, tôi sẽ đọc cho anh một kinh đấy. Đọc làm gì cho uổng, hãy đọc cho thầy thì hay hơn. Thầy Giuse, hiểu biết bốn phúc âm là nòng cốt cho đức tin của mỗi người chúng ta. Là ứng sinh cho chức phụ phó tế, thầy phải biết chu đáo các phúc âm đó. Thầy đã muốn đọc thuộc lòng chương 15 phúc âm Thánh Luca.
Thánh Luca, Thánh Luca. Chương 15. Thầy không thuộc chương đó sao, Giuse? Dạ có chứ, có chứ. Vậy thì làm ơn đọc đi. Những người thu thuế và những người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pharisêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: ông này đón tiếp người tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong một con 100 con chiên mà lại bị mất một con, mà lại không bỏ 99 con kia ra đồng hoang mà đi tìm cho được con chiên bị mất, và khi tìm được rồi thì người ấy mừng rỡ vác lên vai, về đến nhà người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm thấy được con chiên. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối còn hơn là 99 người công chính không cần sám hối ăn năn. Hầm với dâu tây hả? Vâng. Hôm nay con muốn có chút đặc biệt để ăn mừng thầy Orlando thi đỗ trở về. Mà con nấu ăn cha thấy có hài lòng không thưa cha Doan? Có, tốt lắm, tốt lắm, cứ cố lên. Khiêm nhường cũng là một nhân đức đấy, Giuse. Chẳng gì tệ bằng thi trượt, có phải không? Mừng con về nhà, Giuse. Con đỗ rồi. Con đỗ à? Còn con mới bị trượt. Con bị trượt rồi. Giáo luật đây. Aquino, luân lý học và đạo đức học, đấy là những môn khó nhai nhất đấy. Ít ra là bác thấy thế. Còn đây là môn quan trọng nhất: luật chữ đỏ, thánh lễ. Thế nhưng con còn cả một năm dọn thi mà lo gì? Với các thầy dạy giỏi nhất trong dòng ở đây. Con nhớ chuồng bò lắm, có ai cấm con thương loài vật đâu. Bác Doan, con muốn xuống chuồng bò không? Con chỉ không, Giuse. Con chỉ ở lại đó thôi. Vâng phục là luật lệ tiên quyết. Hãy cầu nguyện, Giuse. Xin Chúa tới giúp con. Không phải là tôi ghen tị với thầy đâu, Giuse. Tôi cũng không giả bộ hiểu được thầy. Nhưng tôi chỉ cầu chúc cho thầy được khỏe mạnh thôi. Kẻ đần độn uổng công tìm kiếm sự khôn ngoan. Sách Khôn Ngoan chương 15. Nhưng sự kính sợ Chúa là tiền thân của đức khôn ngoan, và sự khiêm nhu còn quan trọng hơn là danh giá. Sách Khôn Ngoan chương 50. Anh tới phòng của Cooper này hả?
tại sao lại không đợi cho tới khi tôi dọn đồ đi đã? Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Lúc nào anh cũng xin lỗi. Anh lại đẩy tôi trở về chuồng bò. Khớp phúc, anh mà làm được linh mục thì tôi phải làm tới giám mục, hay là có khi giáo hoàng cũng nên. Tôi đã làm cha đâu. Anh chẳng bao giờ làm được. Tôi có thể để sách xuống chưa? Tôi mỏi tay quá rồi. Anh muốn làm gì với cái đống sách cả chớ nữa thì làm. Đức mẹ, anh đã ăn cắp à? Tôi giữ đức mẹ, nhưng cũng chẳng được ích gì. Chỉ phải lại nhảy kinh hạt. Để làm gì cơ chứ? Lại phải trở lại chuồng bò. Mẹ đẹp thật. Đừng, Couple, Couple, đây là đức mẹ chuồng bò. Ô đừng, đừng.
muốn nói điều này về thầy Giuse. Thầy ấy có rất nhiều thiện chí. Thầy ấy đã ráng rất nhiều, thế nhưng khó để thầy ấy có thể đủ điểm về giáo luật hay là Latin. Thôi đừng vội kết luận. Ai cũng còn nhớ trường hợp của Brindisi chứ. Brindisi mới chỉ học hết tiểu học, chỉ trong một ngày mà ngài đã trở thành giám mục của Napoli. Nhưng đấy là một phép lạ. Chúng ta cũng hãy cầu cho có phép lạ đi. Có biết chưa? Thầy có biết chưa? Biết gì? Giám khảo vào giờ chót họ đã thay đổi. Vị giám khảo lần này là Vittorio Ducenci, tân tổng giám mục của Napoli. Ngài rất uyên bác nhưng lại nghiêm khắc lắm. Giuse, cha không ngờ là con lại ở đây. Xin kính chào đức cha. Bọn chiên thế nào rồi? Dạ, bây giờ chúng đã thành kiều hết rồi. Ồ đúng rồi, phải rồi. Lâu rồi còn gì nữa nhỉ, cả việc học của con nữa. Chắc khó lắm. Khó lắm phải không? Con thấy nhớ chuồng bò quá. Chính ra đấy mới là chỗ của con, chứ không phải ở đây. Đấy cũng là ý Chúa đấy, Giuse. Còn bao nhiêu con chiên lạc cần được người chăn. Tôi đã khảo kỹ thầy này rồi. Thầy ấy đỗ rồi. Còn những thầy kia thì tôi chưa chắc. Đuổi nữa hả? Cút đi! Cút ra khỏi nhà tao! Đi cút! Cút! Mẹ ơi khoan đã! Khoan đã! Cút đi! Con làm cha rồi! Mày mà làm cha! Con là cha Giuse đây này! Giuse! Con tôi, cha Giuse. Có thật là cha đang ở đây không?
Cha Giuse vừa đi quãng đường xa từ Napoli về. Tôi đem con dê lại để cha ban phép lành. Còn con bò của tôi nó hết vắt sữa được rồi. Xin kiên nhẫn. Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của nó. Con trai tôi sẽ không quên ai đâu. Nhưng thế bao giờ chúng tôi muốn nóng lòng gặp cha. Mẹ ơi, cha dậy rồi đấy. Xin chào cha. Có gì thế con? Mẹ ơi, cái áo ròng của con đâu rồi? À, đợi để mẹ lấy cho. Đây thưa cha, áo ròng của con đây. Thưa cha có khách đến thăm con đấy. Đêm qua cha đã ngủ trên giường của tôi. Các vị có biết không? Một ông cha ngủ trên giường của tôi. Có con làm cha thật là có phúc biết bao. Dù xe lúc nào cũng có những chuyện đặc biệt. Chúa đã thương nó một cách hết sức đặc biệt. Chính mắt tôi đã được chứng kiến. Con chào mẹ. Mẹ chào cha. Chào cha của con. Có khách đến thăm đấy. Ồ không. Không, con phải ra. Nào, đi đi. Francisco suy niệm trên giường nằm. Thưa cha bị trên. Thưa cha Doan. Thưa cha, chính mắt con đã nhìn thấy. Thầy đã nhìn thấy gì, chuyện gì vậy? Cha Giuse, cha ấy đang ở trong chùa bò. Dĩ nhiên ai cũng mừng vì cha ấy mới chịu chức, nhưng đừng có gì quá đáng chứ. Nhưng chính mắt con đã nhìn thấy. Thầy phải bình tĩnh và muốn gì nói đúng chỗ. Vâng, đúng rồi thưa cha Raspi. Cha ấy bay bổng lên cao ngay trong chuồng bò. Thầy bị điên hay thầy bị xỉn đấy? Con thề là con đã nhìn thấy cha ấy bay lên như một thiên thần vậy. Dĩ nhiên rồi, giống như một thiên thần. Vậy thì thầy hãy lại đó cho tới khi thầy xuống đất đi. Ồ không, con đâu có điên, con không có xỉn. Con nói thật đấy, con nói đúng sự thật, đúng là như thế. Cha Giuse, xin cha giúp con với thưa cha. Xin giúp con với cha. Con chỉ là một kẻ tội lỗi. Xin cha, xin cha. Xin cha. Tôi... thế tôi giúp anh được gì nào? Xin cha hãy lấy cái biếu đĩa trên lưng con đi thưa cha. Tôi không làm được. Tôi không làm được. Tôi đâu phải là bác sĩ. Không, 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 cha là thánh, cha bay được. Cha để làm mình gì ra ngoài. Không được. Để mình ra ngoài. Không, không. Cha Giuse là đấng thánh. Ngài là thánh. Ngài là thánh. Ngài là thánh. Ngài là thánh. Là thánh. Cha làm sao thế? Cha bay quanh chuồng bò như là một thiên thần à? Hả? Không phải. Như là một con lừa. Nhưng
mừng con về nhà. Tổng giám mục Dushin Sen đã phong chức linh mục cho con. Còn mày có một vị đỡ đầu có quyền cao chức trọng như thế đấy. Và sáng mai con sẽ làm lễ mở tay tại tu viện Martina này. Và tất cả sẽ tham dự để chúng vui với con. Còn có lỗi. Có gì đâu cha. Cha tới đúng lúc. Nào mời cha vào dùng bữa nào. Cha đừng quá hồi hộp. Để lỡ cha có quên. Cảm ơn. Con ghen với cha quá. Sang năm bác cũng sẽ đứng ở đây. Và em sẽ giúp lễ cho bác. Con cũng mong thế đấy. Ờ thế nó làm sao ấy? À đúng rồi, tại vì cha mặc ngựa. Lẹ lên, lẹ lên. Tới giờ rồi. Mở cổng ra. Mở cổng ra. Xin mở cổng ra. Không, không, không được vào, không được vào. Không có phép. Không có phép. Ec autem scripta sunt ut cretatis quia Iesus est Christus filius Dei et ut cretentes vitem habeatis in nomine eius. Laus tibi Christi. Credo. Kinh Credo. Credo in unum Deum. Hãy ra về đi. Các người muốn gặp cha Giuse làm gì? Muốn được khỏi bệnh. Trái biết bay. Phải, trái biết bay. Chính tôi đã nhìn thấy. Đừng có tin cái chuyện nhảm nhí này. Trái đâu có biết bay. Cũng như tôi. Hay ông, hay bà, hay chị. Hãy ra về đi. Và xử sự như những người khôn ngoan. Nếu anh chị em muốn phép lạ, hãy cầu xin cho có phép lạ. Đây là tu viện. Ở đây không có phù thủy, không có tu sĩ biết bay. Còn anh em bị trùng bò đi, là chỗ của anh đấy. Thưa cha Rosby, con nó thấy anh thấy bay mà. Nói láo, lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo, nói láo. Rồi về nhà đi, mọi người về nhà đi. Thank you.
Cha Giuse biết bay, Cha Giuse biết bay, chính mắt con đã nhìn thấy, chính mắt con đã nhìn thấy Cha Giuse biết bay, Cha Giuse bay, bay. Con thấy ngài bay mà thấy thấy cái chai chai biết bay mà biết bay mà bay thật bay thế. Và khi con ngước lên, Cha Giuse đã, con phải nói là đã bay được khoảng 6 tấc. Cảm ơn thầy Thomas. Mời thầy Leo. Con cũng thấy y như thế. Chỉ có điều là theo con, Cha Giuse còn bay cao hơn thế nữa, ít nhất là 3 mét. Cảm ơn thầy Leo. Còn thầy Alfredo, chính xác cha ấy bay cao được 1m2, không hơn không kém. Bởi vì khi con nghe được là Đức Giám Mục Napoli sẽ tới đi điều tra, chính con đã đi đo cho chắc ăn. Xin cảm ơn thầy Alfredo. Mời thầy Orlando. Con giúp lễ cho cha Giuse. Con quỳ ngay phía sau ngài. Không ai có thể nghi ngờ được những gì con đã nhìn thấy. Cha ấy đã bay lên tới đỉnh bàn thờ, ít nhất là 1,5 mét. Cảm ơn thầy Orlando. Xin mời thầy Capro. Xin cảm ơn thầy. Chúng tôi đã nghe các thầy nói đủ rồi. Chứ nếu mà nghe thêm nữa thì chắc là cha Giuse sẽ bay lên tới trời rồi mất. Thưa anh em, đây không phải là chuyện đùa đâu. Thực sự chúng ta thấy nó rất nghiêm trọng hơn là tôi tưởng lúc đầu. Cũng chính vì thế mà chúng con mời Đức Cha tới đây với chúng con. Trước khi chúng ta làm phiền tòa thánh với những vấn đề địa phương thế này, tôi xin đề nghị chính chúng ta sẽ tự giải quyết lấy vấn đề của mình. Vâng, đúng thế. Cha Giuse, Cha Giuse, 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 Giuse. Thưa cha Giuse, hồi còn nhỏ sức khỏe của cha như thế nào? Sức khỏe à? Cha có thường xuyên bị đau không? Có. Ở vùng Calabria Napoli có rất nhiều người bị bệnh sốt rét rừng. Cha có bao giờ bị bệnh đó không? Dạ có. Nhiều người ở Copertino cũng bị. Vậy thì chắc cha hiểu hậu quả tai hại của thứ bệnh đó chứ. Người ta nói là nó thường hủy não, có phải vậy không? À, có. À, con có một bạn học Franco, anh ta bị bệnh này. Và bây giờ anh ấy chết rồi. Thế còn cha có bị ảnh hưởng không? Không. Hồ sơ giáo sư Copertino đã cung cấp cho chúng tôi nói là hồi còn nhỏ cha học không được giỏi lắm, có phải không? Không. Chúng tôi không muốn làm cha buồn cho Giuse ạ. Nhưng theo hồ sơ đó nói thì cha là một học sinh kém. Tại sao cha lại học kém vậy? Thế thỉnh thoảng cha có tự hỏi mình như thế không? Có. Học kém như thế có làm cha thấy lo không? Cha có bao giờ đi khám bác sĩ vì chuyện này không? Không. Hãy nghĩ đến lúc cha còn trẻ, cha Giuse. Cha có bao giờ bị bệnh nặng, có bao giờ bị ngã đau đến phát bệnh không? Hả? Dạ có, có. Cha có bao giờ bị đập đầu xuống đất không? Ồ có, rất nhiều lần. Chúng ta biết gia đình đôi khi cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Thế mẹ của cha có bao giờ bị bệnh, bệnh thật là nặng, thí dụ như là liệt giường chẳng hạn không? Ồ mẹ con chẳng bao giờ bị bệnh cả. Mẹ con khỏe như vâm ấy. Thế còn ông thân sinh? Ông cố là một người tốt lắm. Người ta nói rằng ông ấy say xỉn tối ngày. Cũng có thể việc đó ảnh hưởng xấu đến trí tuệ của cha.
Con chỉ nhớ cha con là một người tuyệt vời. Cha con luôn luôn gần gũi và quan tâm đến con. Người học làm thơ, người viết nhiều bài, học âm nhạc. Ngài còn biết nói chuyện cả với chó nữa. Cái khả năng biết bay của cha, cha đã phát hiện nó ở đâu vậy? Ở tại đây. Nó có làm cho cha hoảng không? Dạ không. Cha có nghĩ là chính Đức Trinh Nữ Maria đã cho cha biết bay không? Dạ có. Có những cái gì khác làm cho cha bay lên được không? Cái gì khác? Những vật thánh. À dạ có, những vật thánh. Vật thánh nào chẳng hạn? Thánh lễ. Ồ có, chúng tôi đã nghe chuyện đó rồi. Còn gì khác nữa không? Và cha có thể sử dụng khả năng này theo ý muốn không? Nơi đây có bao nhiêu người đã nói rằng cha thánh thiện? Chắc cha có đủ sức bay tới Roma nữa đấy. Liệu cha có thể bay bổng lên cao nếu chúng tôi yêu cầu cha? Xin cha làm ơn thử xem. Cảm ơn cha Giuse. Tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là một việc nhất thời thôi, rồi nó sẽ qua đi. Dầu sao tôi cũng tin là cha Giuse đã được ơn trên ban cho làm được việc kỳ diệu đấy. Không, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng ý với vị thượng khách của chúng ta. Dĩ nhiên đây không phải là lãnh vực lời khấn vâng phục, thưa Đức Cha. Không phải vì ác ý mà con sắp nói lên những lời này. Con có cảm giác sâu sắc hơn thế nhiều. Người này đã lừa bịp chúng ta. Cha Raspi, đó là một lời tố cáo nghiêm trọng đấy. Con đâu có nói là nó nhẹ, thưa Đức Cha. Người này đem chức linh mục ra làm trò cười. 1.5 feet, 7 feet, 1 meter, 9 feet, và sau cùng là 3 meter. Tôi nghĩ là có người phải sai chứ. Mà theo tôi tất cả đều sai. Tại sao lại có sự khác biệt giữa các nhân chứng thế này? Tại sao? Tại sao họ lại bất đồng ý kiến tới cỡ đó? Có thể họ bất đồng ý kiến về độ cao. Thế nhưng rõ ràng là mọi người đều thấy là cháy bay. Có thật thế không? Họ thấy thật hay họ chỉ tưởng tượng nhìn thấy cha Giuse bay bổng? Họ bị bỏ bùa, họ bị lừa đảo bởi cái tên này, tất cả đều bị mê hoặc. Không, chúng tôi không bị phù phép nào cả. Cha phải tôn trọng chúng tôi chứ. Tôi lặp lại, bị mê hoặc chẳng khác gì một sợi dây thần. Hàng trăm, có khi hàng ngàn người chứng kiến một người leo lên trên sợi dây thừng lơ lửng trong không khí. Đó là một mẹo lừa lanh tay lẹ mắt thôi, một trò lừa của ma quỷ. Ngay cả việc thụ phong của hắn cũng là điều giả dối, không phải là do ơn Chúa mà được, mà là do sự can thiệp của ma quỷ. Này cha Raspi, chính Lucifer đã hoạt động trong thằng cha lừa bịp này. Thế cha kết luận như thế nào? Nó bị quỷ ám. Ồ không, không, hắn tuyệt đối bị quỷ ám. Cha Giuse bị quỷ ám à? Chắc cha đùa đấy chứ. Bị quỷ ám là điều nghiêm trọng, thưa Đức Cha. Tôi đâu có dám coi nhẹ chuyện đó. Tôi
Tôi rất hiểu ý cha muốn giữ kín chuyện này trong nhà thôi. Nhưng theo tôi, chúng ta phải thẳng thắn công nhận là cái trò phù thủy này không còn là vấn đề địa phương ở đây nữa. Theo tôi, chúng ta phải báo cáo hồ sơ về cho tòa luận tội tối cao ở Roma. Thật là một gương mù. Phải có một cách khác chứ. Vâng, thì có một cách khác. Giáo luật liên quan đến việc quỷ ám rất rõ ràng. Phải trừ quỷ thôi. Ồ, thưa cha Raspi, chúng ta đâu có phải là các quan tòa luận tội. Xin nhìn anh ta đi. Làm sao chúng ta có thể tin là ma quỷ đã nhập vào một người khiêm tốn như thế? Có một thời, Lucifer đã ở trên trời cao đấy. Liệu chúng ta có nên đào sâu thêm vấn đề này không, thưa Đức cha? Đây là việc của Roma. Thì trước khi xúc tiến thủ tục, chúng ta phải xin phép đương sự đã. Thưa cha Giuse. Thưa cha Giuse. Nếu Đức cha thấy thuận tiện, có lẽ chúng ta nên bổ sung bằng cách xin phép anh ta sau, sau khi đã được trừ quỷ. Tốt lắm thưa cha Raspi. Cha hãy trục xuất quỷ khỏi cha ấy và kết thúc vụ này một lần cho dứt điểm. From sudden and undivided death, deliver us, O Lord. The snares of the devil, deliver us, O Lord. Anger from hate and tension, deliver us, O Lord. The lightning and the tempest, deliver us, O Lord. Perpetual death, deliver us, O Lord. The mystery of your holy incarnation, deliver us, O Lord. Your coming, deliver us, O Lord. Your nativity, deliver us, O Lord. Your baptism and holy fasting, deliver us, O Lord. Your cross and passion, deliver us, O Lord. For your death and burial, deliver us, O Lord. For your holy resurrection, deliver us, O Lord. For your admirable ascension, deliver us, O Lord. The coming of the Holy Spirit, the Paraclete, deliver us, O Lord. In the day of judgment, deliver us, O Lord. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Anh làm ơn quỳ xuống cho. Thưa cha, xin xiềng hắn lại. Nếu đúng hắn bị quỷ nhập, xích xiềng sẽ ngăn không cho hắn bay. Ministaris domine delicta nossa vel parent nosorum, neque vindictam sum recatis nostris. Pater noster qui est. Et ne nos inducas in tentationem. Recipio tibi, quicunque est spiritus immunde, et omnibus socis tuis un dei famulum occidentibus ut per miseria incarnationis passionis resurrectionis et ascensionis domine nostri Iesu Christ per missionem spiritus sancti et per adventum eiusdem domini nosi adiutitium dicas mi nomen tuum. Thưa cha Giuse, thưa cha Giuse, họ làm gì cha đấy? Vì ích lợi của linh hồn tôi, thầy ạ.
cha Raspi đang trừ quỷ cho tôi. Trừ quỷ cho cha. Ồ không, cha là thánh, cha là đấng thánh. Hãy lui tên phạm thượng này ra khỏi đây đi. Ồ không, không, xin chờ đã. Đức mẹ của cha đi. Lôi anh ta ra. Crucem Domine, ucite partes adverse. Vigilero et primo iura, salis tavi. Domini exaudi orationem meam. Clamor meo sancte venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremo. Adiuro te, serpens antique, per iudicem divorum et mortuorum, per factorem tuum, per factorem mundi. Per eum, qui avet potestatem mittere te in Gehenan. Ut ab hoc famulo Dei, impera tibi Deus. Impera tibi Maiestas Christi. Impera tibi Deus Pater. Impera tibi Deus Filius. Exi ergo transgressor, exi uctor, plene omni dolo et fallacia, virtutis inimice, innocentium persecutor, da locum dirissime, da locum impiissime, oremus. Oramus te, Deus potens, ut spiritus iniquitati amplius, non ave ad poteratem, in hoc famulo tuo, Iosepho, sed ut fugiat et non revertatur, in unitate spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Kể từ giây phút này, anh đã được giải thoát. Anh không còn bị quỷ ám nữa. Giờ đây, chúng ta hãy để cho Giuse ở lại một mình để đền tội. Raspi, tháo xiềng rồi chứ? Không, thầy Leo, phải xiềng thầy ấy cho tới sáng mai. Raspi. Teresa Cupertino đã được Đức Thánh Cha Clemente VIII phong hiển thánh ngày 16 tháng 7 năm 1767.